Rồi, em chào mấy anh chị nha. Giờ em báo giá khuôn ABS tiếp cho mấy anh chị nha. Khuôn này là khuôn đôn nha mấy anh chị. Bỏ cái chậu 50 này xuống cho mấy anh chị dễ hình dung cái đã. Đôn tròn nha mấy anh chị. Trước giờ cái chậu 50 á, nó không có chân á, nó chưa có chân á. Thì bây giờ nó có chân rồi mấy anh chị, nó có đôn tròn rồi nè. Đôn tròn của nó cũng giống như cái chậu 70 vậy á. Y chang vậy thôi, không khác gì đâu. Cái đáy dưới nè. Đó, ba mặt ghép lại, bỏ lên, xong cái đổ vô đây. Đó, đôn tròn của chậu 50 đó mấy anh chị. Ở trên này nó ghi là xài được chậu 40 50, vậy là hàng 60 chưa ra. Hàng 60 là phải xài ké hàng 70 rồi. Chắc hàng 60 là phải xài ké hàng 70 rồi, nó bị vô trong một xíu á. Nghĩa là cái chậu 60 nó sẽ bị lọt vô trong này của cái đôn tròn 70 xíu. Còn cái này 40 chắc cũng bị vậy luôn rồi. Có nghĩa là nó xài một kiểu đi hai cái luôn anh chị, một cái chân này xài cho hai cái. Một cái thì vừa vừa khít là cái 50, còn cái 40 thì nó sẽ bị dư vô trong một xíu. Nó thiết kế vậy chứ giờ nó chưa ra làm từng cái. Thì em báo giá cái này đã cho mấy anh chị nè, lúc trước mấy anh chị nào có hay mua tròn 50 của em á mà chưa có chân á thì có thể mua chân nè. Chân này 550 ngàn bao ship cho mấy anh chị. Đó, chân này 550 ngàn bao ship. Chân tròn tròn 50 á. Khuôn nhựa ABS nha. Thì giờ cái tròn 50 nè, để lên nè. Đó, để lên nè, dời dời luôn, giống như cái tròn 70 luôn, đẹp luôn. À, tròn 50 nè. Đó. Đó vừa y luôn, đẹp luôn. Cái tròn 50 này à, mua lúc trước mua không chân á là bán 1 triệu 2 triệu 3 gì bao ship á. Tặng một lon sơn á, lâu quá không nhớ giá lắm. Rồi, dao động tầm đó đó. Còn cái chân này không á, bây giờ anh chị nào mua chân này không á, có chậu rồi, mua chân không thì 550 ngàn bao ship cho mấy anh chị. Còn à, còn muốn mua luôn chậu á. Còn muốn mua luôn chậu thì à, để em coi. À, 5, 5. Mua luôn chậu nguyên bộ này là 1 triệu 6 bao ship tặng lon sơn Dofin nha mấy anh chị. 1 triệu 6 bao ship tặng lon sơn Dofin. Để đánh mình Dofin luôn. Đó. 1 triệu 6 nè, 1 triệu 6 thì nó rẻ xuống còn được 1 triệu 6 đó. Nếu mà mua lẻ từng món thì nó mắc hơn. Mua lẻ từng món thì là tới 1 triệu 7 50 lận. Còn mua nguyên bộ nó là 1 triệu 6 bao ship tặng một lon sơn. Đó. Chậu tròn 50 hoa mai nè. Nó tùy đợt lắm, có lúc nó vô hoa mai, có lúc nó vô cây tùng, không biết đường nào mò đó. Nói chung là để sắp tới á, ở chậu tròn mình á, trong mình trong miền Nam á thì nhiều nhiều anh thích xài hơn, tại vì để trồng mai nó hợp hơn, trồng mai vô nó hợp hơn. Với lại mình có thể mua về mình đổ để mình nuôi mai, mình trồng mai dưỡng mai, nó đẹp, với lại nó hợp cái dáng của cây mai hơn. Thì trong miền Nam mình hay xài, còn mấy anh em vùng ngoài thì hay xài lục giác nhiều hơn cái tròn, nhưng mà tròn thì cũng dễ xài. Nói chung là trong này cũng vừa xài lục giác vừa tròn, xài tròn anh chị nào thích kiểu nào thì cũng có thể lấy về bán được hết á, xài ở nhà cũng được, cũng đẹp. Cái tròn 50 này sắp tới em sẽ vô em đổ luôn, em đổ hết ha, từ A đến Z luôn, lon sơn siết luôn luôn chân được hết cho anh chị coi. À, em nhắc lại ha, thì anh chị nào có chậu tròn 50 ở trên rồi thì mua cái đôn dưới á, đôn chân của nó thì 550 ngàn bao ship. Còn à, mua nguyên bộ á, còn nếu mua chậu 50 không á, không chân á là 1 triệu 2 bao ship tặng lon sơn. Còn à, mua nguyên bộ á, là 1 triệu 6 bao ship tặng lon sơn đó. Anh chị nào cần mua liên hệ em. Còn à, cái để em ngồi tính lại cái giá cái chậu tròn 40, để em chưa tính giá chậu tròn 40 mà em quay clip luôn em quên, tại vì là nó xài chung với cái chân này nè, nhưng mà để lên cho mấy anh chị coi xong em tính giá em báo luôn rồi. Đó, bỏ cái 50 xuống đi, đây là cái chậu tròn 40 nè. Đó, chậu tròn 40 nè, bỏ thì nó bị lọt vô trong một xíu đó, chậu tròn 40 nha mấy anh chị. Đây 40 nó văn cây tùng, văn cây tùng chim hạt, nó bị lọt vô một xíu mình thấy. Nói chung là mình xài thì cũng đẹp đó, bữa nay em đổ ra em để lên luôn cho mấy chị coi, nhưng mà mình xài thì nó cũng đẹp đó, nhưng mà nó không xấu đâu, nhưng mà nó để vô trong một xíu nó, nên là nó nhiều khi nó không cân, nhìn nó không cân thôi, chứ xài thì cũng ok, nhưng mà để vô thì cũng đẹp đó. Để em đổ ra, bữa nay em đổ ra em làm clip hết à, em sơn hết à, em để lên thử với mấy chị coi à. Cái này là tròn 40, tròn 40 này rất là phù hợp để trồng mấy cái mai bonsai luôn, nuôi mấy mai bonsai hay mấy cây nhỏ nhỏ luôn. Anh chị nào có thể mua cái chồng 40 này luôn. Xíu làm cái chồng 32 này. Xíu em báo giá cái chồng 32 cho mấy anh chị luôn, để em tính giá cái chồng 40 nữa. Em mới tính giá cái chân chồng 50 với cái chồng 50 thôi. Ok, tính xong mấy anh chị. Rồi anh chị nào mua cái chậu tròn 40 á, mua một cái chậu tròn 40 không á là 900 ngàn bao ship tặng lon sơn nha mấy anh chị. 900 ngàn bao ship tặng lon sơn. Đó. Cái chậu trên không nha mấy anh chị. Em nói lại nha, có nhiều anh lâu lâu hay hỏi em nguyên bộ không à. Ví dụ anh chị nào muốn mua cái chậu tròn 40, một cái chậu tròn 40 không có chân là 900 ngàn bao ship tặng một lon sơn.
Ông mua nguyên bộ có chân luôn á, xài chung với cái chân của chầu tròn 50 á là 1 triệu 4, 1 triệu 4 nha. 1 triệu 4 bao ship tặng một lon sơn nha mấy anh chị, nhận hàng thanh toán kiểm tra hàng đầy đủ nha. Và nhận hàng trong quá trình nhận hàng mà lỡ nó có vận chuyển mà có vấn đề gì á, nó bị nứt cạnh này nứt cạnh kia gì cứ nhận bình thường. Anh chụp hình gửi Zalo cho em. Xong rồi bị hư mảnh nào em sẽ đền mảnh đó cho mấy anh chị. Nói chung anh chị em nào làm ăn với em thì biết hết rồi. Hay mua sơn hay mua gì của em là biết hết rồi, nhiều khi sơn buông nắp em cũng đền hết à. Bình thường à. Rồi lem lem một xíu rồi anh em thông cảm nhau là bình thường, nhiều khi vận chuyển nó ép lắm anh chị, lem lem cũng thông cảm. Còn cái chậu thì nó cũng khó lắm. Vận chuyển thì nó cũng khó bể lắm, tại vì nhựa ABS nó cũng tốt, bể thì mình khó đổ lắm. Còn lâu lâu vẫn xảy ra trường hợp nó bị mẻ cạnh rồi đó, thì như thế nào nào nó không ảnh hưởng quá thì mình thông cảm với nhau, còn nào không thì mấy anh chị cứ chụp hình gửi cho em. Để em báo lại ha, mua một cái chậu tròn 40 không á, hoa ban cây tùng này không á là 900 ngàn bao ship tặng lô sơn, mua nguyên bộ á là 1 triệu tư bao ship tặng một lô sơn chậu tròn 50 á. Chậu tròn 50 này á bỏ lên một con ấy cha, chậu tròn để nhờ cha em bỏ lên ha. Chậu tròn 50 dạ. Chậu tròn 50 này thì em báo rồi ha, chậu tròn 50 này là 1 triệu 2, nếu một chậu không 1 triệu 2 bao ship tặng lô sơn nguyên bộ chân luôn á, là 1 triệu 6 bao ship tặng một lô sơn đó. Cái chân này là chuẩn nhất cho chậu 50 nhưng mà chậu 40 mình vẫn xài được. Rồi sắp tới em sẽ đổ hết, đầy đủ hết cho mấy anh chị coi tham khảo. Giờ sẽ đem cái này vô nè, cái 50 này vô đổ lại luôn nè, hoặc cái 40 đó luôn. Đổ lại cho mấy anh chị coi. Rồi anh chị nào cần mua hai bộ khuôn này thì cứ gọi số điện thoại trên màn hình cho em ha. Thì nhiều khi gọi số này không được thì gọi số kia giùm em, hoặc là để lại tin nhắn giùm em, nhiều khi em bận nữa mấy anh chị. Nhiều khi hoặc là nghe máy của nghe điện thoại của mấy anh chị khác á nó bị nhỡ đó. Nhiều khi nó bị nhỡ nữa em không biết đâu. Nên là mấy anh chị lưu ý có gọi hai số giùm em và có thể để lại tin nhắn giúp em. Em thấy là em trả lời. Rồi, em cảm ơn mọi người nha.